mọi người. Như mọi người đã thấy ở trên title video và cũng như là qua bộ trang phục mà Chloe mặc là Chloe không ở Việt Nam mà Chloe đang ở Hàn Quốc. Và trong chuyến đi lần này thì Chloe quyết định là mình sẽ dành một buổi tối lúc mà mình làm skincare để quay cho mọi người một video như là Get Unready With Me. Bình thường thì Chloe cũng có nhiều video về dưỡng da lắm rồi, nhưng mà cũng chưa có video nào mà kiểu như là mời mọi người cùng làm từng bước skincare trước khi đi ngủ với mình. Cho nên là hôm nay Chloe quyết định là mình sẽ quay video đó. Đầu tiên là Chloe sẽ phải thay đồ và cởi bỏ trang sức ra trước khi mình bắt đầu skincare đã. Đã xong công đoạn chuẩn bị rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu skincare. Và nếu mà mọi người thấy Chloe hay nhìn vào bên trái, bên phải thì có nghĩa là Chloe đang nhìn vào gương. Bởi vì ngay trước mặt Chloe là nguyên cái máy quay ta đùng và Chloe không thể thấy được mặt Chloe trong gương. Cho nên là lâu lâu Chloe sẽ nhìn qua hai bên một chút. Tuy nhiên công đoạn đầu tiên thì phải là rửa tay thật sạch sẽ trước khi mà tay được rửa lên mặt nha. Ok, sau khi mà đã không khô tay xong rồi thì Chloe sẽ bắt đầu với sản phẩm đầu tiên, đó chính là tẩy trang. Và bình thường thì Chloe có rất là nhiều sản phẩm tẩy trang, có thể là nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang, sáp tẩy trang, sữa tẩy trang. Thật sự là cũng tùy thuộc vào ngày và cảm xúc của mình mà Chloe sẽ lựa chọn là hôm đó dùng tẩy trang gì. Thì ngày hôm nay và cũng trong chuyến du lịch này thì Chloe mang theo sáp tẩy trang của Clinique. Đây là Take the Day Off Cleansing Balm. Đây là một dạng sáp tẩy trang, có nghĩa là mình sẽ dùng với lại tay khô và mặt khô, cũng khá là giống khi mà mình dùng với lại dầu tẩy trang vậy đó. Và khi mà mình apply cái sản phẩm này trên da thì nó sẽ bắt đầu nó chuyển thành dầu một chút. Thật ra bình thường những ngày mà Chloe có makeup mắt á, thì Chloe sẽ bắt đầu bằng việc dùng một cái tẩy trang chuyên dụng dành cho mắt môi trước. Nhưng mà trong chuyến đi lần này thì bởi vì Chloe đi khá là lâu ngày cho nên là Chloe đã chọn cách, hình như hôm nay Chloe không thấy mình trong gương xong mà Chloe lấy hơi nhiều một chút, không sao. Như Chloe đang nói ban nãy thì chuyến đi lần này bởi vì Chloe đi lâu ngày á cho nên Chloe đã nối mi trước khi đi để công đoạn makeup mỗi sáng của mình nó nhanh hơn. Cho nên là hôm nay Chloe không có dùng tẩy trang chuyên dụng cho mắt môi trước là như vậy đó. Chứ bình thường nếu mà có dùng mascara thì Chloe vẫn muốn là phải có cái nước tẩy trang mắt riêng. Mọi người nhớ chú ý là mình phải tẩy trang kỹ những cái chỗ mà kiểu như là gần đường chân tóc, hairline như thế này. Bởi vì đôi lúc những cái lần nào mà Chloe không có kỹ á, hoặc là sợ tóc mình bị ướt mà Chloe không có tẩy trang kỹ vùng này á thì rất là dễ lên mụn. Cho nên mọi người nên lưu ý nha. Chloe rất là thích cái tẩy trang này tại vì vào những cái ngày mà Chloe cảm thấy mệt mỏi, kiểu như là một ngày quá nóng nực, không muốn dùng dầu thêm trên mặt mình nữa, thì cái dạng sáp tẩy trang này á, tuy là nó sẽ trở thành dầu khi mình massage trên da nhưng nó không có cảm giác như là nó quá nhớt và không có sợ mà chảy xuống. Và tẩy rất là sạch. Thật sự là chắc chứ bây giờ Chloe tự làm xấu mình trên video đến mức độ này luôn. Rửa mặt thôi. Và vậy là lớp makeup đã ra khỏi mặt rồi. Và đây chính là mặt mộc của Chloe. Rất mộc và đang có khá nhiều khuyết điểm. Bởi vì khi mà Chloe qua Hàn Quốc thì lúc nào cũng bị nổi mụn hết. Đó, nói chung hơi buồn, mong mọi người đừng chê Chloe. Rồi tiếp theo thì Chloe sẽ dùng đến sữa rửa mặt. Chloe luôn luôn là dùng hai bước tẩy trang sau đó mới đến sữa rửa mặt. Bởi vì gần như ngày nào Chloe cũng có makeup cả. Và Chloe cảm thấy là double cleansing như vậy thì da mình mới thật sự sạch được. Và sữa rửa mặt mà Chloe đang dùng gần đây chính là Perfect Whip của Senka. Thật sự là Chloe thấy mình hơi chậm một chút bởi vì Chloe đã thấy rất nhiều review về cái sản phẩm này từ rất lâu rồi. Và cũng biết là mọi người rất là nhiều bạn thích sản phẩm này. Đầu tiên thì Chloe sẽ tạo bọt cái sản phẩm này trước. Bởi vì cái đặc điểm mà Chloe thích nhất sản phẩm này chính là nó tạo được rất nhiều bọt, gần như và Chloe khá chắc chắn là nhiều hơn bất kỳ sản phẩm nào mà Chloe đã dùng. Mọi người có thể tạo bọt cùng với cái cọ mà Senka tặng kèm, hoặc là mình có thể mua một cái cốc tạo bọt như thế này. Chloe cũng vừa mua Hàn Quốc cách đây mấy hôm thôi, nó hơi đặc một chút. Rồi, một chút như vậy thôi, không biết mọi người có thấy không. Và sau đó thì cho một ít nước vào cái nút này
Nè, bắt đầu, tập bọc. Cần thêm không nhỉ? Thêm một chút đi các bạn ơi. Thật ra Chloe thấy vậy là khá nhiều lắm rồi, nhưng mà Chloe tham lam quá cho nên là mình cứ làm thêm vào thôi. Rồi, sau khi đã tạo được rất là nhiều bọt rồi, ta-da, thì bây giờ Chloe sẽ làm ướt mặt mình thật là nhanh và sau đó thì sẽ bắt đầu dùng ha. Nhưng mọi người cũng có thể thấy là cái lớp bọt trên mặt Chloe thì nó rất là dày, và bởi vì như vậy cho nên là nhiều lúc Chloe cảm giác như là tay mình nó không có trực tiếp sờ lên da mặt. Và như vậy thì nó sẽ làm da mình nó chống bị chảy xệ và lão hóa nhanh. Bởi vì cái tip dưỡng da của phụ nữ Nhật Bản là mình sẽ cố gắng khi mà rửa mặt á, không có dùng cái sức của bàn tay. Thì bởi vì như vậy cho nên Chloe cảm thấy là những cái sự rửa mặt mà nó tạo được bọt nhiều á thì nó sẽ dễ dàng trong cái công cuộc mình dùng cái technique này hơn. Có một cái fun fact về sản phẩm này mà Chloe muốn kể mọi người nghe là bởi vì Chloe đang ở Hàn Quốc mà, và khi mở hàng thì Chloe rất là hay đi shopping mỹ phẩm. Và một điều mà Chloe để ý rất là đặc biệt là khi mà Chloe vào Olive John á, là một cái nơi bán rất là nhiều sản phẩm về làm đẹp và sức khỏe, khá là giống Guardian ở Việt Nam mình, thì Chloe để ý giá của những sản phẩm Senka rất là đắt. Hết bọt. Và vì vậy cho nên Chloe thấy rất là thú vị, bởi vì ở Việt Nam thì hầu hết chúng mình sẽ thấy những sản phẩm nhập khẩu thì giá sẽ cao hơn là ở nước ngoài, nhưng mà ở Hàn Quốc chắc là một trường hợp đặc biệt. Và sau khi rửa mặt xong thì Chloe thường có thói quen mình sẽ dùng toner ngay để cân bằng lại da liền sau khi dùng sữa rửa mặt. Và những bạn nào mà hay gặp tình trạng là mặt cảm thấy hơi khô sau khi dùng sữa rửa mặt thì càng nên thực hiện cái kiểu này giống Chloe nha. Mình nên để sẵn một chai toner ở trong nhà tắm mỗi lúc mà rửa mặt xong. Và toner mà Chloe mang theo trong chuyến du lịch lần này chính là Beauty Water của Sun & Park. Đây là chai mini, chai nhỏ mà để Chloe mang đi du lịch. Thông thường khi mà đi du lịch đó, thì Chloe sẽ cố gắng có sản phẩm mini nào sẽ đem theo cái đó để nó tiết kiệm cái không gian vali của mình. Chloe rất là thích sản phẩm này bởi vì nó có mùi hương rất là dễ chịu. Và cái thứ hai là cái sản phẩm này thì nó có khá nhiều chức năng. Chloe dùng nó như là kiểu một bước làm sạch cuối cùng để chắc chắn rằng sau khi mình đã tẩy trang, đã rửa mặt, không còn bất cứ một cái cặn trang điểm nào trên mặt mình nữa. Và đồng thời thì nó cũng giúp tẩy tế bào chết da một cách nhẹ nhàng, siêu nhẹ thôi. Cho nên là mỗi lần mà dùng xong thì cảm thấy da mình vừa fresh, vừa mềm mại và được cân bằng. Và mọi người nhớ là nên nhẹ nhàng với da mình nhất. Và khi mà lau nước cân bằng da, toner và lotion thì mình nên lau theo chiều hướng đi lên cho mặt và cổ luôn nha. Và bước tiếp theo Chloe sẽ thực hiện vào những hôm mà Chloe hơi lười skincare một chút. Có nghĩa là nhờ cái bước này mà sau đó Chloe không cần phải làm quá nhiều bước tiếp theo nữa. Và đó chính là dùng mặt nạ giấy. Ta-da! Mặt nạ giấy mà Chloe đang có ngày hôm nay chính là mặt nạ Mediheal kết hợp cùng với Line Friends. Đây là mặt nạ IPI Light Max Ampoule Mask. Chloe có dùng luôn cả cái mặt nạ màu xanh dương rất là nổi tiếng của Mediheal. Nhưng mà hôm nay thì Chloe vừa mới mua cái mặt nạ này và hình như là nó có một hình một con thỏ Coney khá là dễ thương ở trên má, cho nên là Chloe muốn dùng trong video cho mọi người xem. Rồi sau khi đắp trên mặt xong thì Chloe sẽ lấy cái phần thừa còn trên tay để vỗ xuống cổ luôn. Sau đây mọi người, nó Chloe nó kỳ quá vì Chloe không muốn cử động miệng nhiều bởi vì cái mặt nạ này nó sẽ di chuyển. Cũng giống như mỗi lúc mà Chloe đắp mặt nạ chung với ai khác thì rất là dễ mắc cười, mà mỗi lần cười là mặt nạ sẽ di chuyển rất nhiều. Và Chloe sẽ để mặt nạ này trên mặt mình trong vòng khoảng 20 phút. Thông thường con số trung bình cho hầu hết các loại mặt nạ là từ 10 đến 20 phút, nhưng mà tất nhiên là cũng tùy mọi người và tùy vào loại mặt nạ. Có những mặt nạ thì Chloe để ý là nó sẽ khô nhanh hơn các loại khác, nhưng mà những loại của Mediheal thì Chloe thấy là mình để 20 phút là vẫn ổn. Còn bây giờ thì Chloe sẽ đọc cho mọi người một số thông tin về mặt nạ này ha. Mặt nạ này có tên là IPI Light Max, và thông qua cái tên thì mình cũng có thể hiểu được là nó sẽ làm sáng da. Trong thành phần thì có ascorbyl glucoside, là một dẫn xuất của vitamin C, có Morus aldabark extract, thì Chloe không biết rồi đó,
Và bên cạnh đó thì có ngọc trai pearl extract để cho da mình nó dewy và nó glowing, là nó sáng và nó glowing. Và đây là mặt nạ dạng sợi nhân tạo cellulose, và nó rất là ôm mặt. Và Chloe cảm thấy là nãy giờ tuy là Chloe đứng nhưng mà cái mặt nạ này nó cũng không có di chuyển quá nhiều, nó không có bị rớt ra ở dưới phần cằm, cho nên là Chloe rất là thích. Và bây giờ thì Chloe sẽ trở lại sau 20 phút nữa nha. Sau khi gỡ mặt nạ ra thì đầu tiên Chloe sẽ dàn trải cái dưỡng chất trên mặt ra cho nó đều trước, và sau đó thì mình sẽ dùng những ngón tay như thế này và mình bắt đầu chơi piano trên mặt. Đây là cái câu nói của Tiffany trong một cái video beauty cho tạp chí Vogue mà Chloe nghe và Chloe nhớ đến bây giờ. Cái hành động này giống như là play piano on your face vậy đó. Chloe thấy là cái mặt nạ này của Mediheal thấm khá là nhanh. Tuy là không thấm hết 100% nhưng mà nó không để lại cảm giác là quá nhờn rít trên mặt. Và bước cuối cùng của skincare routine ngày hôm nay sẽ là bước kem dưỡng ẩm. Mọi người thấy đó, nãy giờ mới có vài sản phẩm thôi nhưng mà Chloe đã tới sản phẩm cuối cùng rồi. Bởi vì những lúc mà Chloe đi du lịch á thì Chloe không muốn là mình làm quá nhiều bước. Thứ nhất là rất là lười sau một ngày dài đi du lịch là rất mệt rồi. Và Chloe cũng cảm thấy là chỉ cần mình dùng đủ và dùng đúng những sản phẩm mình cần thôi, chứ không cần phải dùng quá nhiều lên. Và kem dưỡng ẩm của Chloe không đâu khác lại chính là Laneige Water Bank Gel Cream. Và đặc biệt là cái lọ dưỡng ẩm này Chloe vừa mới mua tức thì luôn. Đây là một lọ brand new. Chloe đã dùng hết hai lọ ở nhà rồi, bởi vì Chloe rất là thích cái dưỡng ẩm này. Và lý do vì sao mà Chloe thích cái sản phẩm này như vậy là bởi vì nó là dạng gel và nó thẩm thấu vào da rất là tốt. Dùng vào buổi sáng thì sau khi mình thoa xong gần như là Chloe cảm thấy là da mình nó mướt hơn. Nhưng mà nó sẽ mướt theo kiểu là hoàn toàn khô ráo và nó sẽ không có ảnh hưởng đến lớp makeup sau đó của mình. Và buổi tối thì những bạn nào mà không thích cảm giác khi mà đi ngủ mặt mình bị kiểu quá nhờn thì Chloe nghĩ là cũng sẽ thích sản phẩm này luôn. Ban đầu thì Chloe không nghĩ là mình sẽ thích một cái sản phẩm dưỡng ẩm mà nó chỉ đơn thuần là cung cấp nước, cung cấp dưỡng ẩm như vậy thôi. Chắc là Chloe thích cái texture của sản phẩm này quá. Và Chloe cảm giác là tuy là nó cảm giác như là không có gì khi mình xoa lên da như vậy mà nó lại cung cấp đủ ẩm cho da của Chloe, là da hỗn hợp thiên dầu. Đó. Với những bạn nào mà dùng những cái serum đặc trị hơn ở trong skincare routine của mình thì Chloe khuyên là mọi người nên chọn những cái moisturizer mà nó đơn giản như là cái mà Chloe dùng, là Laneige Water Bank Gel Cream. Bởi vì đây là một cái kem dưỡng ẩm mà Chloe thấy là nó thực hiện đúng và đủ chức năng của mình, đó là cung cấp ẩm. Và cuối cùng chính là son dưỡng môi. Mặc dù Chloe biết là Chloe đã nói bước cuối cùng hồi nãy rồi, nhưng mà đây là son dưỡng môi chứ không phải là dưỡng da mặt nữa, cho nên là Chloe vẫn nói đúng đúng không? Hiện giờ thì Chloe đang dùng son dưỡng môi của Suwasu, và đây chính là Essential Lip Serum Stick màu số 1 Apricot Serum. Thì đây chính là son dưỡng không màu. Chloe đoán là chắc là còn một số màu nữa cho nên mới có màu số 1 ở đây. Trong một thời gian dài thì Chloe dùng những cái son dưỡng drugstore hơn như là của Carmex và Chloe vẫn rất là hài lòng. Tuy nhiên gần đây thì Chloe dùng thử một cái son dưỡng nó gọi là fancy hơn, nó điệu hơn từ packaging cho đến ở bên trong. Và thật sự là Chloe cảm thấy rất là hài lòng với lại Suwasu nữa. Bởi vì khi mà thoa lên môi thì Chloe không thấy là nó bị quá bóng, có thể dùng cho cả ban ngày và ban đêm được. Như Carmex thì nó hơi bóng nhiều cho nên là Chloe sẽ dùng vào ban đêm nhiều hơn. Nhưng mà Suwasu thì có thể dùng cho cả ngày và đêm và không cảm giác là môi mình nó bị kiểu bóng mà khó chịu. Và bây giờ thì Chloe đã sẵn sàng để đi ngủ rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng Chloe skincare trước khi đi ngủ buổi tối ngày hôm nay. Nếu mọi người muốn xem những video Get Ready With Me, Get Unready With Me như thế này nữa thì cho Chloe biết nha, Chloe sẽ làm thêm. Chloe sẽ gặp cả nhà video lần sau. Stay gorgeous and good night.
Ok, sau khi mà đã trong cái skin với những bạn nào mà có dùng serum đặc trị hơn ở trong với những bạn nào mà đang dùng những cái với những bạn nào mà dùng những cái